Những phụ nữ trẻ từng tiêm vaccine Cervarix ngừa virus gây u nhú ở người HPV khi còn ở tuổi thiếu niên có thể hạn chế 87% nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung do chủng virus này gây ra. Đây là kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học Anh mới công bố trên tạp chí y khoa The Lancet. Vaccine Cervarix là sản phẩm của công ty dược phẩm GlaxoSmithKline của Anh. Nghiên cứu do Tổ chức Nghiên cứu Ung thư của Anh tài trợ đã thu thập và phân tích dữ liệu từ tháng 1 năm 2006 tới tháng 6 năm 2019 đối với hàng chục nghìn phụ nữ trong độ tuổi 20 đến 64 từng tầm soát ung thư cổ tử cung, trong đó có những người đã tiêm Cervarix sau khi vaccine này được cấp phép sử dụng vào năm 2008. Kết quả nghiên cứu cho thấy trong giai đoạn 13 năm, chỉ riêng tại Anh có khoảng 28.000 ca được chẩn đoán ung thư cổ tử cung và 300.000 ca được chẩn đoán tiền ung thư cổ tử cung, hay còn gọi là tân sinh trong biểu mô cổ tử cung độ 3. So sánh trong các nhóm đối tượng cùng độ tuổi được chẩn đoán mắc ung thư, số người đã tiêm vaccine ít hơn 450 người so với nhóm chưa tiêm vaccine. Về số người được chẩn đoán tiền ung thư cổ tử cung, số người đã tiêm vaccine ít hơn tới 17.200 người so với những trường hợp chưa tiêm phòng ở cùng nhóm tuổi. Nghiên cứu cũng nhận thấy, trong số những người trong độ tuổi 20 đã được tiêm phòng, tỷ lệ mắc ung thư cổ tử cung ở những người từng tiêm trong giai đoạn 12 đến 13 tuổi ít hơn 87% so với những người chưa tiêm phòng. Mức chênh lệch này ở những người đã tiêm phòng trong độ tuổi từ 14 đến 16 là 62%, trong độ tuổi từ 16 đến 18 là 34%. Vaccine Cervarix có tác dụng phòng ngừa hai chủng HPV, vốn gây ra khoảng 70 đến 80% trong tổng số ca ung thư cổ tử cung. Kể từ tháng 9 năm 2012, vaccine Gardasil có tác dụng phòng ngừa 4 chủng HPV có khả năng gây ung thư cổ tử cung và ung thư đầu cổ đã được sử dụng tại Anh thay cho vaccine Cervarix. Vaccine Cervarix tại Mỹ cũng được ngừng bán do nhu cầu sử dụng loại vaccine này giảm.